Hi there, welcome to our channel. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của thầy An. Today we are going to study Unit 4, Home, Workbook, Island Smart Store, Grade 3. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào Unit 4, chủ đề Home, chủ đề về nhà của sách tiếng Anh lớp 3 Island Smart Store. Now are you ready? Let's get started. Lesson 1. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài đầu tiên. Polarity, look and circle. Trong phần A, chúng ta sẽ nhìn vào quân tròn. Okay. Now, have a look at picture number 1. What is it? Bedroom or yard? Đây là gì? Đây là cái phòng ngủ hay là sân vườn? Bedroom. So we circle bedroom. Okay. Như vậy chúng ta sẽ quân tròn từ bedroom là cái phòng ngủ. Okay. Now, picture number 2. Kitchen or living room? Nhà bếp hay là phòng khách? Kitchen, alright? So we circle kitchen. Number 3. Living room or yard? Yard. Đây là cái sân vườn. So we circle yard. Number 4. Bathroom or bedroom? Bathroom or bedroom? Đây là cái phòng tắm hay là cái phòng ngủ? Bathroom. So we circle bathroom. Okay. Good work. Park letter B. Look and write. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần B. Trong phần này chúng ta sẽ nhìn và viết nhé. We have kitchen. Nhà bếp. Bathroom. Phòng tắm. Bedroom. Phòng ngủ. Living room. Phòng khách. Yard. Sân vườn. Okay. Now, number one. What is it? Living room. Number one, living room. Number two, yard. Yard. Okay, number three, bedroom. Bedroom. Number four, bathroom. Number five, kitchen. Alright. Number one là cái gì? Là cái phòng khách. Number two, là sân vườn. Number three, phòng ngủ. Number four, bathroom là phòng tắm. And number five, kitchen. Nhà bếp, okay. Now, park letter C. Listen and draw lines. Trong phần C, chúng ta sẽ nghe và vẽ đường, nối. Okay, now listen. C. 1. Hey, Lucy, where's Mom? Hi, she's in the living room. Tom, bạn Tom có nói gì? Hi, Lucy, where's Mom? Lucy, hi, She's in the living room. Tom, okay. Bạn Tom có nói gì? Lucy, hi Lucy, mẹ đâu rồi? Lucy có nói gì? Chào, mẹ thì đang ở. Mẹ ở trong phòng khách. Tom, okay. So, where's mom? She's in the living room. Bà ở trong phòng khách. Okay, now number two. Okay. Two. Mom, where's dad? He's in the bathroom. Oh, okay. Thanks, Mom. So where's Dad? Bố ở đâu? He's in the bathroom. He's in the bathroom. So we draw line bathroom. Okay? Mom, where's Dad? Mẹ bố đâu rồi? Mrs. Brown, he's in the bathroom. Bố thì đang ở trong phòng tắm. Then, oh, okay. Thanks, Mom. Oh, okay. Cảm ơn mẹ. All right. Now, number three. Mom, where's Lucy? She's in her bedroom. Thanks, Mom. So, where's Lucy? Bạn Lucy ở đâu? She's in her bedroom, right? She's in her bedroom. Cô ấy đang ở trong phòng ngủ của cô ấy. So, we draw like Lucy bedroom. Okay? Now the last one. 4. Ben, where's Tom? He's in the yard. Okay, thank you. Where Tom? Bạn Tom đang ở đâu? He's in the yard. He's in the yard. Tom thì đang ở trong sân vườn. Okay, so we draw like Tom to the yard. Alright, good job everyone. Okay, now park letter D. Look and write. Alright?
Trong phần D chúng ta sẽ nhìn và viết nhé. A. Where's Alfie? Alfie đang ở đâu? He's in the yard. He's in the yard. Cậu ấy đang ở trong sân vườn. Ok. Picture number 2. Number 2. Where's Tom? Tom đang ở đâu? He's in the kitchen. He's in the kitchen. Cậu ấy đang ở trong nhà bếp. Alright. Now picture number 3. Where's Lucy? Lucy đang ở đâu đây? She's in the bathroom. Right? She's in the bathroom. Cô ấy đang ở trong nhà tắm. Now picture number 4. Where's Mr. Brown? Ông Brown đang ở đâu? Ông Brown ở đâu? He's in the living room. He's in the living room. Bố thì đang, ông Brown thì đang ở trong phòng khách. Ok. Now let's move on lesson 2. Now lesson 2. Part A. Circle the odd one out and write. Trong phần này, trong phần A chúng ta sẽ khoanh tròn từ lẻ và viết. Ok. Now picture number 1. Which one is the odd one? This, the second one. Alright. What is she doing? She's cooking. So we write cooking here. Okay. Now picture number 2. Which one is the odd one? The first one. What is she doing? She eating. So we write eating here. Okay. Now picture number 3. Which one is the odd one? This, the third one. What is he doing? He's sleeping. Alright. Now number 4. Which one is the odd one? The second one. What are they doing? They're playing. So we write playing. So we write playing here. Okay. And the last picture. Which one is the odd one? The second one. What is he doing? He's cleaning. Cleaning. So we write cleaning here. Alright. Cooking là gì? Nấu ăn. Eating là ăn. Alright. Sleeping là ngủ. Playing là chơi. Cleaning là dọn dẹp. Alright. Easy, right? Now, the next part. Now, part letter B. Look and circle. Trong phần B, chúng ta sẽ nhìn vào khoanh tròn. Now, picture number 1. What is he doing? Cleaning. Good job. Cậu ấy đang làm gì đây? Đang lau chùi. Picture number 2. What is she doing? She's cooking. Bà đang làm gì? Cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang nấu ăn. We circle cooking. Picture number 3. What is she doing? She eating. We circle eating. Cô bé này đang làm gì đây? Đang ăn. Như vậy chúng ta sẽ khoanh tròn eating. Picture number 4. What are they doing? Các bạn ấy đang làm gì? Playing. We circle playing. Các bạn ấy đang chơi đúng không? Chúng ta sẽ khoanh tròn playing. And the last picture. What is he doing? Sleeping. So we circle sleeping. Alright. Cậu ấy đang làm gì đây? Đang ngủ. Vậy chúng ta sẽ khoanh tròn từ sleeping. Alright. Now, part letter C. Listen and circle. Trong phần C, chúng ta sẽ nghe và khoanh tròn. Bức tranh đúng. Okay. Now listen. C. 1. Where's mom? She's in the kitchen. Oh, what's she doing? She's eating. Where's mom? Mẹ ở đâu? She's in the kitchen. Mẹ trong nhà bếp. What's she doing? Mẹ đang làm gì? She's eating. Mẹ đang ăn. So we circle the second picture. Alright, she eating. Alright, now number 2. 2. Hi John, I'm home. Hi mom. Where's dad? He's in the living room. What's he doing? He's cleaning. Alright, where's dad? Bố đâu rồi? He's in the living room. Bố trong phòng khách. What he doing? Thì bố làm gì? He's cleaning. Bố đang dọn dẹp. Alright, he's cleaning. Bố đang dọn dẹp. So we circle the second picture. He's cleaning. Alright. Okay. Now, number 3. Oh, wow. 3. Where's your brother? He's sleeping. Oh, okay.
Where's your brother? Where's your brother? À, em trai hay là anh trai của bạn ở đâu? He's sleeping. Em ấy đang ngủ. Oh, okay. Okay. Oh, okay. So we circle the first one. All right. We circle the first one. Sleeping. All right. Good work. Four. Hi, Mom. I'm home. Hi, Alex. Where's Dad? He's in the kitchen. He's cooking. So we circle cooking, the first one, okay? Where's Dad? Bố đâu rồi? He's in the kitchen. He's cooking. Bố thì đang ở trong nhà bếp, bố đang nấu ăn. So we circle this picture, okay? Good work. Now park letter D, look and write. Trong phần D chúng ta sẽ nhìn và viết. Alright. Now, look at this picture number one. What's he doing? Cậu ấy đang làm gì? He's cleaning. Cậu ấy đang lau chùi, dọn dẹp, right? Now, picture number two. What's she doing? Cậu ấy đang làm gì? She's sleeping. Cậu ấy đang ngủ. Alright. Number three. What's she doing? Cậu ấy đang làm gì? She's cooking. Cậu ấy đang nấu ăn. Number four. What's he doing? Cậu ấy đang làm gì? He's playing. Cậu ấy đang chơi. Okay, easy, right? Now, let's move on. Lesson 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua bài số 3 nhé. Now, lesson 3. Park letter A. Look and write. Phần A, chúng ta sẽ nhìn và viết. Alright? We have down and cross. Down là hàng dọc. Cross là hàng ngang. Alright. Now, picture number 1. What is it? Sofa. So we write down here, sofa. This sofa. Picture number 3. What is it? Picture. Bức tranh. So we write down here, picture. Okay. Number 5. What is it? Box. Box. Cái hộp. So we write down here, box. Cái hộp. Okay. Now, let's do a cross. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hàng ngang. Number two, what is this? Mirror. Cái gương. So we write down here, mirror. Number four, what is it? Table. Table. Write down here, table. And number six, what is this? House. We write here, house. Easy, right? Now, let's move on. Park letter B. Park letter B, look and circle. Trong phần B, chúng ta sẽ nhìn vào con tròn. Câu trả lời đúng. Alright. Picture number one. What is it? Sofa. We circle sofa. Bức tranh đầu tiên là cái ghế sofa. Chúng ta sẽ quanh tròn sofa. Picture number two. What is it? Picture. Bức tranh số 2 là hình bức tranh. Như vậy chúng ta sẽ quanh tròn từ picture. Okay. Picture number three. What is it? Mirror or box? Box. We circle box. Picture number four, sofa or mirror? Mirror. So we circle mirror. Picture number five, is it table or box? Table. We circle table. Picture number six, is it house or table? House. So we circle house. All right, good work. Okay, now park letter C. Now listen and put a stick or a cross. All right, now listen. C. 1. Jack, is the picture in the bedroom? The picture of our cats? Yes, that one. Yes, it's here. It's in the bedroom. Is the picture in the bedroom? Có bức tranh trong phòng ngủ phải không? The picture of our cats. Bức tranh về con những con mèo của chúng ta. Yes, that's one. Yeah, it's here. Có, đây nè. It's in the bedroom. Nó ở trong phòng ngủ. So, we put a green stick here. Như vậy là có cái bức tranh về con mèo trong phòng ngủ. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích màu xanh nhé. Now, number two. Two. Is the mirror in the kitchen? What?
The mirror. Is it in the kitchen? No, it isn't. So number two, we put a cross, right? Now, is the mirror in the kitchen? Có cái gương trong nhà bếp không? What? Cái gì cơ? The mirror? Is it in the kitchen? Cái gương ở trong nhà bếp phải không? No, it isn't. Không, không phải. So we put a cross here. Okay? Now number three. Three. Kate? Yes, Dad? Is the sofa in the living room? Yes, it is. Okay, thanks. So number three, a green stick, right? K, yes, Dad. K, K ơi, yes, Dad. Vâng, sao bố? Is the sofa in the living room? Có cái ghế sofa ở trong phòng khách không? Yes, it is. Có ạ. Okay, thanks. Okay, vô cảm ơn nha. Okay, so, is the sofa in the living room? Như vậy có cái ghế sofa trong phòng khách không? Yes, it is. So we put a green stick here. Alright, now, number four. Four. John, is the table in the kitchen? What, Mom? Is the table in the kitchen? No, it isn't. So, is the table in the kitchen? No, it isn't. So, we put a cross here, alright? John, is the table in the kitchen? John, có cái bàn trong nhà bếp không? What, Mom? Cái gì thưa mẹ? Is the table in the kitchen? Cái bàn trong nhà bếp không? No, it isn't. Không, không có ạ. So we put a cross here. All right, good work. Now, park letter D, look and write. Trong phần D chúng ta sẽ nhìn và viết. Okay. Now, is the table in the kitchen? Có cái bàn trong nhà bếp không? Yes, it is. All right. Now, number two, is the sofa in the living room? Is the sofa in the living room? Yes, it is. Có cái ghế sofa trong phòng khách không? Có, okay. Now number three. Is the picture in the bedroom? Có cái bức tranh trong phòng ngủ không? Yes, it is. Alright. Number four. Is the mirror in the living room? Có cái gương trong phòng khách không? No, it isn't. No, it isn't. Alright. Không, không có. Okay. Good work. Now let's move on, Park. Now let's move on lesson culture. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần culture, alright? Culture. Part letter A, complete the words. Trong phần này chúng ta sẽ hoàn tất những từ sau, okay? Part letter A, complete the words. Trong phần này chúng ta sẽ hoàn tất những từ sau. Picture number one. What is it? Bed. Bed. Cái giường. Okay. Number two, what is it? Chair. Chair. Cái ghế. Okay. Number three, what is it? Desk. Desk. Cái bàn học hay là bàn làm việc. Alright. Number four, closet. Closet. Closet là cái tủ quần áo. Alright. And number five. Number five. TV. TV, cái TV, alright, good work. Now part letter B, read and circle true or false. Trong phần B chúng ta sẽ đọc và khoanh tròn đúng sai cho những câu bên dưới. My house, nhà của tôi. My name is Sarah. I live on Eldon Street in London, UK. Tên tôi là Sarah, tôi sống trên đường Eldon ở thủ đô London, nước Anh. My house has two bedrooms, a living room, a kitchen and a bathroom. Ngôi nhà của tôi có hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm. My favorite room is my bedroom. Cái phòng yêu thích của tôi đó là phòng ngủ. My bedroom has a pink chair and a pink desk. Và cái phòng ngủ thì có cái ghế màu hồng và cái bàn học màu hồng. Okay. Now number one, Sarah is from the USA. Như vậy bạn Sarah đến từ nước Mỹ, nước Hoa Kỳ. Is it true or false? False. Why? Tại vì sao? Bởi vì trong bài có nói gì?
I live on Eldon Street in London, UK. Bạn ấy sống ở trên đường Eldon, ở thủ đô London của Vương quốc Anh, của nước Anh, not the USA. The UK, not the USA. So number one is false. Now number two, her house had two bedrooms. Nhà của cô ấy có hai phòng ngủ. Is it true or false? True, right? My house had two bedrooms. Nhà của tôi có hai phòng ngủ. Number three, my favorite room is the living room. Phòng yêu thích nhất của cô ấy đó là phòng khách. Is it true or false? False. Why? Tại vì sao? Tại vì trong bài bạn ấy có nói gì? My favorite room is my bedroom. Okay, phòng yêu thích nhất của bạn ấy là bedroom, not living room. Okay, so number three, false. Number four, she has a pink desk. Cô ấy có một cái bàn màu hồng. True or false? Is it true or false? True. So where did he? My bedroom has a pink chair and a pink desk. Trong phòng ngủ của tôi thì có một cái ghế màu hồng và một cái bàn học màu hồng. Okay, so number four is true. Good way. Now, park let us see. Listen and circle. Trong phần C, chúng ta sẽ nghe và quan trọng. Okay? Now, number one, her house is on Brown or White Street. Nhà của Emily thì là nằm trên đường Brown hay là White. Okay? Number two, it had two or three bedrooms. Nhà của Emily thì có hai hay là ba phòng ngủ. Okay? And the second one, Joe. Bạn Joe. He has a sister or brother. Joe thì có chị em gái hay là có anh em trai. Alright. Number four, his house had two or three bedrooms. Nhà của cậu ấy thì có hai hay là ba phòng ngủ. Now listen and circle the correct answer. C. Hey Emily, where do you live? Hi Joe, I live on Brown Street. Do you like your house? Yes, I do. I live with my mom and dad. We have two bedrooms. Where do you live? I live on Green Street. I live with my mom, my dad, and my brother. How many bedrooms do you have? We have two bedrooms. So, Emily Hall is on Brown Street. All right, now let's see. Hey Joe, I live on Brown Street. Brown Street, okay? And how many bedroom does she have? Cô ấy có bao nhiêu phòng ngủ? Two bedrooms, right? Yes, I do. I live with my mom and dad. We have two bedrooms. Cô ấy có, nhà của cô ấy có hai phòng ngủ. Okay, how about Joe? He has a sister or brother. Brother, so where is he? Joe, I live on Green Street. I live with my mom, my dad, and my brother. Như vậy là bạn Joe có anh em trai, không có chị em gái. Okay, and how many bedroom does he have in his house? Có bao nhiêu phòng ngủ trong phòng? Có bao nhiêu phòng ngủ trong nhà của anh ấy? Two bedrooms. So where did he? Now let's see. Joe, we have two bedrooms. Chúng tôi có hai phòng ngủ. Okay. Good work, everyone. Now listen one more time. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nhé. C. Hey Emily, where do you live? Hi Joe, I live on Brown Street. Do you like your house? Yes, I do. I live with my mom and dad. We have two bedrooms. Where do you live? I live on Green Street. I live with my mom, my dad, and my brother. How many bedrooms do you have? We have two bedrooms. Okay, bạn Joe nói gì? Hey Emily, where do you live? Chào Emily, bạn sống ở đâu? Emily, hey Joe. I live on Brown Street. Chào Joe, mình sống trên đường Brown. Joe, do you like your house? Bạn thích nhà của bạn không? Emily, yes I do. I live with my mom and dad. We have two bedrooms. À có, tôi sống cùng mẹ và bố.
Chúng tôi có hai phòng ngủ. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Gerald, I live on Green Street. I live with my mom, my dad and my brother. Tôi sống trên đường Green. Tôi sống cùng mẹ, bố và em trai. How many bedrooms do you have? Có bao nhiêu phòng ngủ? Nhà bạn có bao nhiêu phòng ngủ? Alright, how many bedrooms do you have? Nhà bạn có bao nhiêu phòng ngủ? We have two bedrooms. Chúng tôi có hai phòng ngủ. Okay. Good way. Now park letter D. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần D nhé. Park letter D, look and write. Trong phần D chúng ta sẽ nhìn và viết. Okay. Number one, I live on Nguyễn Du Street. Tôi sống trên đường Nguyễn Du. Alright. Number two, it has a sofa, a mirror. Okay, nó có một cái sofa và một cái gương. Number three, it has a bed and a desk. Okay, nó có một cái giường ngủ và một cái bàn học. Alright. And number four, I live in Hà Nội. Alright, tôi sống ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Okay, good work. Now, park letter E, write about your house. Write 10 to 20 words. Trong phần E, chúng ta sẽ viết về ngôi nhà của bạn, viết khoảng 10 đến 20 từ. Okay. For example, I live on Đinh Tiên Hoàng Street. My house had two bedrooms, a living room, a kitchen, and a bathroom. My favorite room is my bedroom. Okay. Tôi sống trên đường Đinh Tiên Hoàng. Ngôi nhà của tôi có hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm. Và căn phòng yêu thích nhất của tôi đó là phòng ngủ. Okay. Good job, everyone. So now let's move on lesson review and practice. Now lesson review and practice. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, bài học tiếp theo, phần review and practice, phần ôn tập và thực hành của Unit 4. Ok, xếp bài tập tiếng Anh lớp 3 Island Smart Star. Now, park letter A. Park letter A, look at the pictures, look at the letters, write the words. Trong phần A, chúng ta sẽ nhìn vào các bức tranh, nhìn vào các chữ cái và viết các từ. Alright, number one, we have the letter. Letter C, L, N, I, E, A, N, G. So we have the word cleaning. Okay, picture number one, cleaning. Lau chùi dọn dẹp. Okay, number two, we have letter E, D, R, B, O, M, O. So which word is E here? Bedroom. Phòng ngủ. Okay. Number three, we have the letter H, A, T, B, O, M, R, O. So here, bathroom. Okay, good work. Number four, we have the letter O, K, C, G, O, R, N. So here, cooking. What's he doing? Cooking. Okay, nấu ăn. Number five, we have the letter R, I, R, M, O, R, mirror, cái gương. And number six, O, F, S, A, here, sofa, cái sofa. Okay, good work. Now, B, listen and tick the box. Trong phần B chúng ta sẽ nghe và đánh dấu tích vào ô. Okay, now listen. B. 1. Andy, can you help me a bit? Yes, Dad. Is the picture in the living room? Yes, it is. It's here. Good, thank you. So, is the picture in the living room? Yeah, it is. It's here, right? Andy, can you help me a bit? Andy, con có thể giúp bố một tí không? Yes, Dad. Dạ được, thưa bố. Is the picture in the living room? Có cái bức tranh trong phòng khách không con? Yes, it is. It's here.
Có ạ, à, đây ạ. À. Good, thank you. Tốt, cảm ơn con nha. Now, number two. Two. Is the mirror in the bedroom? No, it isn't. It's in the bathroom. Is the picture, is the mirror in the bedroom? No, it isn't. It's in the bathroom. Okay, so number two. Is the mirror in the bedroom? No, it isn't. It's in the bathroom. So we put a green stick here. Bathroom. Có cái gương trong phòng ngủ không? Không, không có. Nó ở trong nhà tắm. Nó ở trong phòng tắm. Okay, so we stick here. Good work, number three. Three. Lily, where's Dad? I think he's in the yard. In the yard? Okay, thanks. Number three, where's Dad? Bố ở đâu? I think he's in the yard. Bố ở trong sân. Okay, in the yard. Okay, thanks. So, we put a green stick here. Where's Dad? He's in the yard. Where's Dad? Bố ở đâu? He's in the yard. Bố ở trong sân. Okay, now number four. Four. Where's Ben? He's in his bedroom. What's Ben doing? He's reading. Where's Ben? Ben ở đâu? He's in his bedroom. He's in his bedroom. Cậu ấy ở trong phòng ngủ. Okay. What's Ben doing? Cậu ấy đang làm gì? He's reading. Cậu ấy đang đọc sách. Okay. So we put a green stick here. The second one. All right. Easy, right? Good work. Now, park letter C, look and write. Trong phần C, chúng ta sẽ nhìn và viết. Okay, now, number one. Now, number one, is the mirror in the bedroom? Có cái gương trong phòng ngủ, đúng không? Yes, it is. À, đúng vậy, okay. Now, number two, where's Alfie? Alfie ở đâu? He's in the yard. Cậu ấy ở trong sân, okay. Number three. Is the picture in the living room? Có một bức tranh trong phòng khách phải không? No, it isn't. Không, không phải. Alright, is the picture in the living room? No, it isn't. No, it isn't. Có một bức tranh trong phòng khách phải không? Không, không phải. Okay, number four. What's she doing? Cô ấy đang làm gì? She's reading. Cô ấy đang đọc. Alright. What's she doing? Cô ấy đang làm gì? She's reading. Cô ấy đang đọc sách. Okay. Good job. Okay. So it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần bài tập của Unit 4, chủ đề Home, chủ đề về nhà của sách tiếng Anh. Lớp 3 của sách bài tập tiếng Anh lớp 3 I Learn Smart Start. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Goodbye and see ya.